Chào tất cả các em học sinh, cô là cô Linh, phụ trách bộ môn tin học. Năm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học môn tin học 8 nhé. Chúc các em có một năm học thật vui. Tuần trước thì chúng ta đã được tìm hiểu biến và hằng ở trong chương trình. Tuần này chúng ta sẽ thực hành khai báu và sử dụng biến và hằng ở trong chương trình nhé. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có thêm một tiết bài tập để chúng ta ôn tập, chuẩn bị cho tiết kiểm tra giữa kỳ. Đầu tiên, cô muốn hỏi lại mình một số cái kiến thức cũ. Rồi, biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi. Dữ liệu do biến lưu trữ được gọi là giá trị của biến. Khai báo biến ở phần khai báo của chương trình. Việc khai báo biến sẽ gồm khai báo tên biến và khai báo kiểu dữ liệu của biến. Cú pháp khai báo biến như sau. Và là từ khóa để khai báo biến ha. Và tên biến hai chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Các thao tác có thể thực hiện với biến đó là gán giá trị cho biến và tính toán với các biến. Cú pháp gán giá trị cho biến chúng ta viết như sau. Tên biến hai chấm bằng biểu thức chấm phẩy. Đây là những cái cú pháp ở trong Pascal ha. Rồi, còn hằng đó là đại lượng cũng để lưu trữ dữ liệu nhưng mà nó phải có cái giá trị không đổi khác biến nha. Biến thì có giá trị có thể thay đổi, còn hằng thì có giá trị không đổi trong khi mà thực thi chương trình. Cú pháp khai báo hằng con tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Rồi, như vậy thì cô vừa mới nhắc lại những cái kiến thức lý thuyết cho mình. Vậy thì mình cùng qua tìm hiểu bài thực hành hôm nay nhé. Chúng ta tìm hiểu cái việc khai báo biến với các kiểu dữ liệu khác nhau, như là mình vừa nhắc lại nữa ha. Cú pháp khai báo biến thì như chúng ta đã biết, và mình thêm một cái khác một chút xíu đó là danh sách biến hai chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Trong đó danh sách biến là danh sách một hoặc nhiều biến được cách nhau bởi dấu phẩy, còn kiểu dữ liệu là một trong các kiểu dữ liệu của Pascal. Ở đây chúng ta khai báo nhiều biến nhưng chúng ta cũng chỉ dùng một từ khóa và. Chúng ta nhớ ha, những cái chương trình của chúng ta, những cái chương trình mà đơn giản khi mà chúng ta học ở lớp 8 á, đó, thì chúng ta khai báo nhiều biến nhưng chúng ta cũng chỉ dùng một từ khóa và ở phần khai báo thôi. Chúng ta không sử dụng nhiều từ khóa và nhé. Rồi, bài tập thực hành. Bài 1, viết chương trình Pascal có khai báo và sử dụng biến. Bài toán, một cửa hàng có cung cấp dịch vụ bán hàng thanh toán tại nhà. Khách hàng chỉ cần đăng ký số lượng cái mặt hàng cần mua, nhân viên cửa hàng sẽ trả hàng và nhận tiền thanh toán tại nhà khách hàng. Như vậy, ngoài giá trị hàng hóa thì khách hàng còn phải trả thêm phí dịch vụ. Như vậy chúng ta hãy viết cái chương trình Pascal để mình tính tiền thanh toán trong trường hợp khách chỉ mua một cái mặt hàng duy nhất. Thì bài toán này chúng ta xem như là một cái bài toán đơn giản là ở chúng ta đặt hàng ở trên các cái app bán hàng online thôi, Shopee, Lazada, chẳng hạn như nó có cái phí đó là cái phí ship, nó cái tiền vận chuyển chẳng hạn. Ha. Thì có phải là dù cho chúng ta có mua ở bao nhiêu cái mặt hàng đó thì lấy cái số lượng hàng nhân với lại cái đơn giá của mỗi cái mặt hàng đó, sau đó mình cộng cái phí ship. Đó. Như vậy thì ngoài cái tiền số lượng phải mua là bao nhiêu, đơn giá của mỗi cái mặt hàng là bao nhiêu thì chúng ta lấy đơn giá nhân với số lượng, sau chúng ta cộng với cái phí dịch vụ. Đó là cái bài này. Đó, giả sử như bạn lớp trưởng mình đặt một cái áo 100 ngàn đặt cho 40 học sinh, rồi cái tiền phí ship mình đang giả sử là có nha, cái thực ra là không có đâu. Đó, giả sử cái tiền phí ship là 30 ngàn thôi chẳng hạn, thì có phải đó là lấy đơn giá là 100 ngàn nó nhân với số lượng là 40 cái áo cộng thêm cái phí ship là 30 ngàn, đúng không nào? Thì nó ra được số tiền mình phải thanh toán. Rồi. À, khởi động Pascal, gõ chương trình và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh ở trong chương trình. Rồi mình coi ha. Mình coi khoảng 1 phút đi ha. Rồi cô sẽ hướng dẫn cho mình từng cái câu lệnh nó thực hiện những cái nhiệm vụ gì. Rất là nhiều bạn có cái thói quen là cái tên của file á, tính tiền này nè, là đặt giống tên của chương trình. Tên khác nhau nó tương ứng với những cái đại lượng khác nhau mình đã học rồi. Ví dụ số lượng là phải khác đơn giá, phải khác thành tiền, phải khác thông báo, những cái phải khác phí. Những cái tên này phải hoàn toàn là những cái tên khác nhau hết. Mình đã đặt một cái tên biến là A rồi thì một cái tên biến khác mình phải đặt ví dụ A1, A2, A3 chứ mình không có đặt là A nữa.
Mình nhớ cái đó nha. Cho nên ngay cả tên file cũng phải khác cái tên chương trình. Đó. Rồi, đầu tiên mình tìm hiểu từng câu lệnh nè. Program khai báo tên chương trình là tính ship gạch tiền. Uses CRT khai báo thư viện CRT. Rồi ở đây mình khai báo biến số lượng kiểu dữ liệu số nguyên, biến đơn giá và thành tiền kiểu dữ liệu là số thật. Vì đơn giá với thành tiền nó có cái kiểu lớn, cái con số nó lớn hơn rất là nhiều. Còn số lượng thì mình cho là số nguyên là đủ rồi ha. Thông báo. Rồi một cái biến thông báo nào đó mình khai báo nó là kiểu sau ký tự. Rồi một cái hằng tên là phí 10.000. Cái phí này nó không có thay đổi cho nên mình khai báo luôn nó là một cái hằng. Như vậy ở đây người ta khai báo nè, một biến, hai biến, ba biến, bốn biến, có bốn biến với những cái kiểu dữ liệu khác nhau, nhưng người ta chỉ sử dụng duy nhất một cái từ khóa va cho cái chương trình này thôi. Rồi cost là khai báo một cái hằng, rõ hằng phí. Rồi bắt đầu chương trình ha. Lệnh xóa màn hình nè, thay vì chúng ta phải gõ một cái dòng thông báo gì ra thì chúng ta gán cho cái biến thông báo này là một cái chuỗi tổng số tiền phải thanh toán. Như vậy thì khi đó chúng ta muốn in ra cái dòng tổng số tiền phải thanh toán thì chúng ta không cần gõ lại nữa, mà lát nữa chúng ta chỉ cần write cái gì ra, write cái thông báo này ra thôi. Đó thì chương trình nó sẽ ra tổng số tiền phải thanh toán hai chấm khoảng trắng. Rồi như vậy đầu tiên nè, gán cho biến thông báo một cái chuỗi là tổng số tiền phải thanh toán. Ở đây chúng ta thấy có hai dòng màu xám, đó là dòng nhập đơn giá và số lượng hàng và dòng in ra số tiền phải trả. Đây là hai cái dòng chú thích, nó không có tác dụng ở thực thi trong cái chương trình này, và nó chỉ chú thích cho chúng ta biết được rằng những cái dòng tiếp theo chúng ta phải làm gì. Vậy thì tại sao chúng ta phải có những cái chú thích này? Có những cái chương trình nó rất là khổng lồ và cần rất là nhiều những cái lập trình viên thực thi cái chương trình đó, cho nên là có thể các lập trình viên sẽ phải chú thích trước khi làm một cái đoạn nào đó, để cho trước khi mà đưa cho cái lập trình viên khác thì có thể là cái người khác họ sẽ hiểu được nhanh hơn. Rồi bây giờ mình nhập đơn giá ha, write đơn giá bằng, rồi readline đơn giá, rồi write số lượng bằng, readline số lượng. Rồi thành tiền sẽ được tính bằng công thức là số lượng nhân đơn giá cộng với lại phí. Sau đó chúng ta in ra số tiền phải trả. Nó write cái dòng thông báo thì nó sẽ write ra là tổng số tiền phải thanh toán. Rồi nó lấy cái kết quả mà thành tiền chúng ta vừa tính được. Thành tiền chúng ta khai báo kiểu real cho nên khi in ra phải có 2.10, 2.2 ha. Rồi readline cái gì? Readline. Sau đó end chấm. Câu B. Lưu chương trình với tên tính tiền chấm path. Dịch và sửa các lỗi gõ nếu có. Rồi. Bây giờ mình lưu chương trình. Rồi sau đó khi mà nó đúng rồi á, mình alt F9 ha, để mình biên dịch chương trình. Rồi câu C, chạy chương trình với bộ dữ liệu đơn giá và số lượng như sau. Đơn giá là 1.000, số lượng là 20. Như vậy thì khi chúng ta chạy chương trình, nó sẽ ra cho chúng ta màn hình đen đầu tiên là chúng ta để ý nè, đơn giá bằng, rồi sau đó chúng ta nhập vào đơn giá là 1.000. Đó, và chúng ta nhập vào số lượng là 20 thì nó sẽ in ra tổng số tiền phải thanh toán, nó lấy cái đơn giá nhân với số lượng cộng với lại cái phí dịch vụ ha, sẽ ra là 30.000. Rồi cái bộ thứ hai 3.500 và 200. Câu D, chạy chương trình với bộ dữ liệu đơn giá và số lượng như sau là 1 và 35.000. Đó, chúng ta nhập đơn giá 1, số lượng và 35.000. Có một số máy thì vẫn ra màn hình đen nhưng cho chúng ta kết quả sai. Còn một số máy, ví dụ như máy cô nè, thì chương trình sẽ báo lỗi ngay lập tức. Đó, thì đây chính là cái lỗi mà cái gì à? Cái số lượng nó đã vượt quá phạm vi của kiểu dữ liệu integer. Chúng ta khai báo số lượng integer là tối đa là 32.767, nhưng mà đây chúng ta nhập 35.000, nó đã vượt quá phạm vi giá trị, cho nên chương trình sẽ báo lỗi hoặc là cho kết quả sai, đúng chưa nào? Rồi như vậy thì cô vừa mới hướng dẫn cho mình cái bài thực hành tìm hiểu về biến, khai báo và sử dụng biến và hằng ở trong chương trình. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 để chuẩn bị cho tuần sau nhé. Rồi, đầu tiên cô sẽ ôn cho mình là phần lý thuyết, ý nghĩa của các từ khóa, program khai báo tên chương trình, usage khai báo thư viện, begin bắt đầu phần thân, end kết thúc phần thân, và khai báo biến và cause là khai báo hằng. Ý nghĩa của các lệnh thì lệnh write, write-line in thông báo ra màn hình, readline nhập dữ liệu từ bàn phím, và lệnh delay là tạm ngừng chương trình trong khoảng thời gian xác định. Rồi chúng ta qua ba nhỏ, dữ liệu và kiểu dữ liệu.
Chúng ta có 5 cái kiểu dữ liệu thường dùng: byte, integer, real, char và string. Byte là số nguyên, đó, real là số thật, char ký tự và string là sâu ký tự. Mỗi một kiểu dữ liệu có cái phạm vi giá trị khác nhau. Byte là các số nguyên từ 0 đến 255. Integer các số nguyên âm 32768 đến 32767. Real là số thật thì nó vừa là số nguyên, nó vừa là số thập phân luôn á. Ví dụ 1 là âm 2 nè, 1.5 nè, trong cái khoảng này. Char là một ký tự trong bảng chữ cái. Đó, còn string là sâu ký tự, tối đa là 255 ký tự. Rồi, các phép toán với dữ liệu kiểu số thì chúng ta có là phép cộng, trừ, nhân, chia, deep mode. Chúng ta để ý nhân là dấu sao, chia là cái dấu sẹt. Phép deep và phép mode. Deep là chia lấy phần nguyên, còn mod là chia lấy phần dư. Và chúng ta phải xem thật là kỹ ở cái kiểu dữ liệu này. Phép deep và phép mod chỉ được thực hiện trên kiểu số nguyên, chúng không được thực hiện trên kiểu số thật. Em nhớ nhé. Đó, ví dụ như là 5 deep 2, 5 deep 2 thì sẽ bằng 2 nha. 5 deep 2 bằng 2. Đó, 5 chia lấy phần nguyên cho 2 thì sẽ có giá trị là 2. Đó, 5 chia lấy phần dư cho 2 thì sẽ dư 1. Rồi. Chúng ta tiếp tục các phép so sánh. Các phép so sánh trong Pascal thì chúng ta thấy có phép so sánh là bằng, bé hơn, lớn hơn, khác, bé bằng và lớn hơn hoặc bằng, với các ký hiệu trong Pascal như thế này. Ví dụ như là 5 bằng 5 thì cho chúng ta kết quả đúng ha. Phép so sánh thì sẽ cho là kết quả đúng hay là sai. Ví dụ như 8 bé hơn hoặc bằng 6, nó thì 8 nó không có bé hơn 6, nó cũng không bằng 6, cho nên kết quả là sai. 9 lớn hơn 6, cho nên đây cho chúng ta kết quả là đúng. Rồi bây giờ cái câu lệnh in giá trị thực. Đó, write line. Ở giá trị thực 2.n, 2.m được dùng để in các số thực ra màn hình. Trong đó giá trị thực là số hay biểu thức số thực. N và m là các số tự nhiên. Và trong đó n nó quy định độ rộng in số, còn m là số chữ số thập phân. Chúng ta nhớ nha. Rồi chúng ta qua phần 7. Biến là công cụ ở trong lập trình. Thì chúng ta được biết là biến được dùng để lưu trữ dữ liệu, và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi. Dữ liệu do biến lưu trữ được gọi là giá trị của biến. Và nếu như chúng ta sử dụng biến thì chúng ta phải khai báo biến ở phần khai báo của chương trình. 8. Khai báo biến. Khai báo biến gồm khai báo tên biến và khai báo kiểu dữ liệu của biến. Cú pháp khai báo biến là va tên biến 2 chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Ví dụ ở đây cô khai báo một cái biến chiều cao để lưu trữ chiều cao của học sinh với kiểu dữ liệu là số thật chẳng hạn, thì sẽ là va chiều cao 2 chấm real chấm phẩy. Rồi va tên học sinh 2 chấm string chấm phẩy, đó là khai báo biến để lưu trữ tên học sinh với kiểu dữ liệu là sâu ký tự. Rồi bây giờ mình ví dụ là khai báo biến lưu trữ số học sinh với kiểu dữ liệu số nguyên, thì mình sẽ va mình đặt cái biến tên là số HS ha, 2 chấm integer. Rồi khai báo biến lưu trữ điểm trung bình với kiểu dữ liệu số thực, rồi va điểm trung bình 2 chấm real, DTB 2 chấm real chấm phẩy. Rồi chính sử dụng biến ở trong chương trình thì các thao tác có thể thực hiện với biến, đó là gán giá trị cho biến và tính toán với các biến. Và để gán giá trị cho biến chúng ta sử dụng là tên biến 2 chấm bằng biểu thức chấm phẩy, ví dụ như a 2 chấm bằng 5 chấm phẩy chẳng hạn. 10. Hằng. Như vậy hằng là đại lượng để lưu trữ dữ liệu và có giá trị không đổi. Nhưng mà việc khai báo hằng bao gồm khai báo tên hằng và khai báo giá trị của hằng. Cú pháp khai báo hằng là const tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Ví dụ const số lượng bằng 10 chấm phẩy. Để chúng ta khai báo hằng số lượng với giá trị là bằng 10. Const pi bằng 3.14 chấm phẩy. Thì chúng ta khai báo hằng lưu trữ số pi với giá trị bằng 3.14. Vậy thì chúng ta khai báo hằng lưu trữ bán kính với giá trị bằng 12, chúng ta làm như thế nào? Cho nó sẽ là const bán kính bằng 12 chấm phẩy. Như vậy là cô vừa mới ôn cho mình tất cả những cái nội dung mà mình đã học. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần bài tập. Đầu tiên mình sẽ làm trắc nghiệm ha. Câu 1, kết quả in ra màn hình của câu lệnh write line 5 cộng 20 bằng. Rồi, chúng ta thấy là nếu như chúng ta để trong cặp giấy đơn thì đó chính là một cái chuỗi, thì nó sẽ in ra giống như vậy. Đó, còn không đặt trong cặp giấy đơn thì nó sẽ sinh ra kết quả. Do đó mà 5 cộng 20 bằng 25. Câu 2, chọn câu đúng. Rồi, chúng ta thấy là 16 mà chia lấy phần nguyên cho 5 thì có phải ra kết quả là 3. Câu số 3, để nhập dữ liệu thì chúng ta sử dụng lệnh readline. Còn ví dụ như chúng ta nhập vào biến if chẳng hạn nè. Đó thì chúng ta là dùng readline if. Câu 3B. Câu số 4.
biến A được nhận các giá trị. Chúng ta thấy biến A nó vừa có số nguyên nè, nó vừa có số thập phân nè, cho nên biến A chúng ta sẽ khai báo là kiểu dữ liệu số thực real 4C. Câu 5. A là biến có kiểu dữ liệu số nguyên thì chúng ta muốn xuất giá trị qua bình. À, trong background nó không có dấu mũ nha, thì chúng ta sẽ biết là A sao A vậy thôi. Rồi mình không có đặt trong cặp chéo nháy đơn bởi vì mình muốn xuất giá trị và mình muốn xuất kết quả. Như vậy mình sẽ chọn câu C, right line A sao A. Câu số 6, viết biểu thức toán qua Pascal. Chúng ta biết rằng ở trong Pascal thì nó không có cái dấu ngoặc vuông như thế này. À, khi mà chúng ta viết các cái biểu thức toán thì không có cái dấu ngoặc vuông. Rồi, dấu nhân thì chúng ta đổi thành dấu sao. Như vậy dấu ngoặc vuông thì chúng ta đổi thành dấu ngoặc tròn. Đó, câu số 6 chúng ta sẽ chọn là câu D. Câu 7, chọn câu đúng. Rồi, 16 mà chia lấy phần dư cho 5 thì có phải là ra kết quả 1 không ạ? Bởi vì 16 chia lấy phần nguyên cho 5 được 3 thì chia lấy phần dư sẽ được 1. Rồi, tương tự như vậy, 17 mà chia lấy phần dư cho 5 thì sẽ được 2. Và 17 chia lấy phần nguyên cho 5 thì sẽ được 3. Như vậy câu 9, 17 điếp 5 bằng 3. Ta sẽ làm tiếp câu số 10. Câu lệnh Rayleigh giá trị thực 2.n, 2.m. À, trong đó chúng ta biết rằng n nó sẽ quy định độ rộng in số và m quy định số chữ số thập phân. Cho nên câu chúng ta chọn sẽ là câu A. Câu 11, các phép so sánh. Phép so sánh thì sẽ cho chúng ta kết quả là đúng hoặc sai. Nên câu 11, câu 12 chúng ta làm chung nha. 14 nhân 2 là 28, lớn 20, cho nên là lớn hoặc bằng đúng. 4 bé hơn 8, cho nên bé hoặc bằng đúng. Câu 11 là đúng, đúng. B. Tương tự như vậy, câu 12, 42 không có bằng được 20, cho nên là sai. 15 bé hơn 18, cho nên 15 bé hơn hoặc bằng 18. Đúng. Như vậy chúng ta có kết quả là sai, đúng. Câu 13. Câu nào sai khi chúng ta nói về biến? Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu, đúng nè. Dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, đúng luôn nè. Đó. Dữ liệu được biến lưu trữ gọi là giá trị của biến. Như vậy câu sai sẽ là dữ liệu được biến lưu trữ không thể thay đổi. Cái này là có thể nha. Rồi, như vậy câu sai sẽ là câu D. Câu 14. Để gán giá trị số 5 vào biến nhớ A thì chúng ta sẽ viết là A 2 chấm bằng 5. Bởi vì mình có một cái cú pháp đó là tên biến 2 chấm bằng biểu thức chấm phẩy. Cho nên câu đúng là câu D, A 2 chấm bằng 5 chấm phẩy. Như vậy, câu 15, để tăng giá trị của biến nhớ x lên một đơn vị, có nghĩa là x cộng 1 á, rồi kết quả chúng ta gán trở lại biến x thì mình sẽ thực hiện là gì? X 2 chấm bằng x cộng 1 chấm phẩy. Như vậy chúng ta sẽ chọn là câu C. Câu 16, muốn nhập hai biến mn từ bàn phím thì mình làm như thế nào nè? Để nhập dữ liệu thì mình biết rồi, mình sử dụng lệnh readline. Cho nên mình muốn nhập hai biến mn thì mình sẽ sử dụng là readline mn. Rồi, câu 17, câu nào sau đây sai khi nói về hằng? Hằng dùng để lưu trữ dữ liệu hay giá trị, à, đúng ha. Hằng là đại lượng có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình, đúng luôn nè. Rồi, hằng là đại lượng có giá trị có thể thay đổi ở phần thân, vậy đây chính là sai. Nếu chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta chỉ được thay đổi ở phần khai báo. Câu 18, để khai báo hằng pi có giá trị bằng 3.14 thì chúng ta làm như thế nào nè? Chúng ta có phải là cos pi bằng 3.14 chấm phẩy không nè? Bởi vì cú pháp của khai báo hằng là con tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Câu 19, giả sử A được khai báo với kiểu dữ liệu số thực x là biến với kiểu dữ liệu sau, thì chúng ta coi phép gán nào hợp lệ nha. A ở đây nè là có cái dấu nháy là kiểu sau rồi nè, x mà không có dấu nháy là kiểu số rồi. Như vậy câu đúng nó sẽ là x 2 chấm bằng có dấu nháy nè 3.24. Như vậy nó mới thể hiện đây chính là kiểu dữ liệu sau ký tự. Rồi câu 19C.
Câu 20, trong Pascal khai báo nào sau đây đúng? Và số lượng 2 chấm integer chấm phẩy. Rồi, ngay câu A là chúng ta thấy nó đúng rồi ha. Câu B nó sai chỗ nào nè? Câu B, count thì phía sau phải là dấu bằng giá trị. Câu C, tên của hằng thì không thể là có bắt đầu bằng số được ha. Câu D thì tên của biến không có khoảng trắng. Rồi, câu 21, lựa chọn cú pháp khai báo hằng đúng trong Pascal. Bài 16, điền từ còn thiếu trong đoạn chương trình sau. Thì chúng ta nhìn vào đây là chúng ta thấy liền CRT nó là thư viện, cho nên chúng ta thiếu lệnh USE khai báo thư viện. Câu 27, điền từ còn thiếu trong cái đoạn chương trình, nhập vào cạnh hình vuông và in ra diện tích. Thì nhìn vào đây chúng ta cũng thấy là chúng ta thiếu cái từ khóa khai báo biến ha, và A 2 chấm integer đó, khai báo biến, tên biến và kiểu dữ liệu. Rồi, chúng ta qua câu số 28. Cho cái đoạn chương trình sau. Và chúng ta cho biết đoạn chương trình này đã khai báo bao nhiêu biến. Chúng ta thấy nè, có biến số lượng nè, biến đơn giá và biến thành tiền. Như vậy đoạn chương trình này chúng ta đã khai báo tất cả là 3 biến. Câu 29, cho chương trình nhập vào đơn giá số lượng hàng, in ra số tiền phải trả. Thì chương trình này chúng ta đã làm rồi. Chúng ta cùng xem ha. Với chạy cái chương trình với cái bộ dữ liệu đơn giá và số lượng thì cái bộ nào cho chúng ta kết quả sai? Ở đây chúng ta thấy đơn giá chúng ta khai báo kiểu real, số lượng chúng ta khai báo kiểu integer. Cho nên đơn giá có thể nó sẽ là một cái con số rất lớn. Tuy nhiên số lượng thì cái phạm vi của nó chỉ tới 32.767. Mà chúng ta thấy con số 36.000 nó vượt qua cái phạm vi của kiểu dữ liệu integer, nó là 32.767. Cho nên câu chúng ta chọn ở đây sẽ là câu C. Chúng ta nhớ ha, kiểu dữ liệu integer thì cái cao nhất của nó, cái giá trị cao nhất là 32.767. Đó, cho nên chúng ta nhập cái con số 36.000 thì chương trình nó sẽ báo sai. Câu 30, điền từ còn thiếu vào cái chương trình, nhập số học sinh của lớp 81, 82, 83. Sau đó in cái số học sinh trung bình ra màn hình. Như vậy sau khi mình nhập số học sinh của 81, 82, 83 thì mình sẽ lấy số học sinh 81 cộng 82 cộng cho 83, mình chia cho 3. Như vậy cái chỗ thiếu này của mình chính là số học sinh của lớp 82. Tương tự như vậy đối với câu 31, điền từ còn thiếu vào cái chương trình cũng như vậy. Và chúng ta chưa có nhập số học sinh của lớp 82, cho nên ở đây chúng ta sẽ nhập là số học sinh của lớp 82. Rồi bây giờ mình qua đến phần
tự luận nha. Ở phần tự luận thì chúng ta sẽ đánh dấu ít vào cái câu đúng sai. Thì chúng ta thấy là khai báo biến thì bởi từ khóa va, khai báo hằng là từ khóa con, va tên biến hai chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy, con tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Cho nên câu A sai, câu B đúng, câu C sai, câu D đúng, câu E sai, câu F sai luôn ha. Chúng ta thấy để ý nha, chỉ có câu B và câu D là đúng ha, với cái cách mà chúng ta khai báo biến và khai báo hằng. Chúng ta tiếp tục bài tập số 2, khai báo biến và hằng. Em hãy khai báo biến tên nhân vật với kiểu dữ liệu là sau ký tự. Hãy khai báo hằng chu vi với giá trị 90. Khai báo biến tuổi với kiểu dữ liệu là số nguyên. Và khai báo hằng nem với giá trị hòa thần vũ. Rồi, vậy chúng ta coi ha, cách khai báo như thế nào. Khai báo biến chúng ta sẽ sử dụng từ khóa va. Khai báo hằng chúng ta sẽ sử dụng từ khóa const. Rồi, như vậy, khai báo biến tên nhân vật kiểu dữ liệu sau ký tự thì sẽ là va tên nhân vật 2 chấm string chấm phẩy. Khai báo hằng chu vi với giá trị bằng 90. Con chu vi bằng 90 chấm phẩy. Khai báo biến tuổi với kiểu dữ liệu số nguyên và tuổi 2 chấm integer chấm phẩy. Khai báo hằng nem với giá trị hòa thần vũ sẽ là con nem bằng hòa thần vũ. Hòa thần vũ là một cái chuỗi cho nên sẽ nằm ở trong cái cặp dấu nháy đơn. Bài 3. Hãy viết câu lệnh khai báo biến của các bài toán sau. Câu A, nhập vào hai số nguyên A, B, in ra màn hình tổng của hai số nguyên đó. Khi mà đề bài không có nói là số nguyên âm hay nguyên dương hay như thế nào hết, thì chúng ta sẽ sử dụng đó là kiểu integer nhé. Rồi, in ra màn hình tổng của hai số nguyên, thì đây là biến tổng. Cho nên là chúng ta có thể khai báo integer cũng được, real cũng được. Và mình sẽ khai báo biến A, biến B và biến tổng kiểu số nguyên nhé. Còn câu B, nhập vào ba số nguyên A, B, C, in ra cái giá trị trung bình. Như vậy cái giá trị trung bình sẽ là mình lấy A cộng B cộng C chia cho 3. Vậy kết quả của một phép chia là kiểu số thực. Do đó ở đây biến A, B, C là kiểu integer, nhưng biến trung bình sẽ là kiểu real. Rồi, rất là dễ đúng không nào? Tuần sau chúng ta sẽ có một cái tiết kiểm tra giữa kỳ. Do đó mà các em học thật là kỹ những cái kiến thức này nha. Và mình làm cái bài tập ở trên cái trang lớp học nữa nhé. Ôn thật là kỹ những cái kiến thức mà cô đã hướng dẫn cho mình. Rồi mình xem video nhiều lần để hiểu bài, ghi nhớ bài học. Nội dung của kiểm tra giữa kỳ 1 là tất cả những cái bài mà chúng ta đã từng học. Và mình ôn thiệt là kỹ cái nội dung ở trong video này cô đã ôn, làm bài tập trên trang lớp học nhé. Rồi, chào tất cả các em. Rồi, chúc tất cả các em học tốt, có một cái tuần học tập vui vẻ và tốt nhé. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi bài học. Chào và hẹn gặp lại tất cả các em.